7 ngày lấy gốc vô cơ, ngày số 1 về kim loại kiềm thổ và hợp chất. Chúng ta chỉ còn 4 tháng nữa là thi trung học thông quốc gia. Nếu bây giờ các em không cố gắng thì chờ đợi đến bao giờ mới cố gắng ạ? Sự chăm chỉ của các em sẽ quyết định cuộc sống 10 năm sau của chính em. Hãy nhớ những lời này của thầy. Đấy là lời mà thầy muốn nhắn nhủ đến tất cả các bạn và các em trong cái buổi học ngày hôm nay. Thì ở trong cái buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có phần lý thuyết. Thầy sẽ nói qua thật nhanh, thật tóm tắt những phần lý thuyết quan trọng nhất và đặc biệt nhất về kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất. Nó là những cái nốt nho nhỏ để chúng ta có thể làm được nhanh các cái bài tập của phần kim loại kiềm và kiềm thổ để chúng ta không bị sai nhé. Thứ nhất là về kim loại kiềm. Thế thì cái điều mà thầy muốn chúng ta nhớ nhất về kim loại kiềm là gì? Thì thứ nhất, kim loại kiềm bao gồm những anh nào? Đúng không ạ? Thì đầu tiên này, kim loại kiềm này là thuộc nhóm 1A này, trong bảng tuần hoàn này. Thế nhiều bạn này còn không biết là kim loại kiềm gồm những kim loại nào. Thì các bạn chỉ cần thuộc cho thầy cái câu sau này: lâu, nay, không, rảnh, chơi, phây. Hoặc là chơi Free Fire. Lâu nay không rảnh chơi Free Fire. Liti, Natri, Kali, Rubidi, CC, Franci là những anh nguyên tố nhóm 1A và là kim loại kiềm. Nhưng các bạn lưu ý nhá, kim loại kiềm thì thuộc nhóm 1A, nhưng nhóm 1A thì không phải kim loại kiềm, tại vì là trừ thằng Hiro. Chính xác, để có bạn comment đúng, rất tốt. Được chưa? Thì tất cả các kim loại kiềm này thì về tính chất vật lý, tính chất vật lý rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Nhưng ở đây thì muốn quan trọng về tính chất hóa học của nó là tính khử mạnh. Tính khử mạnh. Được chưa? Tính khử mạnh được thể hiện như thế nào? Thứ nhất là tác dụng với nước ở điều kiện thường này. Tác dụng với nước ở điều kiện thường để tạo thành MOH cộng 1 phần 2H2 bay lên này. Thứ hai là tác dụng với axit loại 1 này, tác dụng với H cộng này để tạo thành M cộng cộng 1 phần 2H2 bay lên này. Đấy là tính khử cực mạnh. Và tác dụng với lại các phi kim, ví dụ như tác dụng với oxy này cộng O2 để tạo thành M2O ở ngay điều kiện thường này, tác dụng với lưu huỳnh, tác dụng với lại clo này để tạo thành MCl này. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Và tác dụng với lưu huỳnh để tạo thành MS, M2S này. Đấy. Hầu hết tất cả các tính chất hóa học của anh kim loại kiềm là đã được thầy nốt ở trong này. Đây là tính khử mạnh. Tính khử mạnh là tính quyết định của bọn kim loại kiềm. Thế điều chế kim loại kiềm thì sao? Cái điều chế này chúng ta hay bị hỏi rất nhiều về điều chế kim loại kiềm. Thì điều chế kim loại kiềm của chúng ta nó là điều chế như thế nào? Là điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại kiềm. MCl điện phân nóng chảy thì tạo thành M cộng 1 phần 2 Cl. 2 bay lên. Chúng ta sẽ thu được M ở bên cathod và Cl2 ở bên anode. Đấy, đây là một số cái chú ý quan trọng bậc nhất về kiến thức lý thuyết của kim loại kiềm. Dĩ nhiên trong cái tài liệu lý thuyết của thầy gửi cho các em thì nó sẽ đầy đủ nhất và đầy đủ đến từng chi tiết một. Chắc chắn các bạn đã nhận được cái tài liệu ở bên trên fanpage rồi. Còn bạn nào mà chưa nhận được tài liệu bên trên fanpage thì vào ngay fanpage của Hóa học Thế Minh nhá, để kích vào, để chấm xuống đấy để nhận ngay tài liệu. Bởi vì ở bên trong đó là những tài liệu xúc tích nhất mà thầy đã viết về kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất. Ok ạ? Và các bạn đang được sử dụng cái tài liệu của lớp live của thầy. Ok. Thế bây giờ mình vào chiến nào. Câu đầu tiên. Đấy. Ở đây những cái câu này, thầy nhắc lại nhá, ở đây những cái câu này là những cái câu mà được thầy trích ra từ đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Đấy, những cái câu này là những câu mà được thầy trích ra từ đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Đấy, là những cái đề cực kỳ xịn nhá, là những cái đề cực kỳ xịn dành cho tất cả các bạn và các em. Thế thì tất cả các bạn và các em cùng phải cố gắng, cùng nhìn vào đề để cùng chiến đấu nhá. Được chưa? Cùng chiến đấu ạ. Vì màu cờ, để xem là hôm nay bạn nào may mắn, hôm nay bạn nào xứng đáng nhận được phần quà từ thầy. Yeah. Không biết hôm nay bạn nào may mắn, bạn nào xứng đáng nhận được phần quà từ thầy đây. Một phần quà cực kỳ đặc biệt, một phần quà cực kỳ xịn sò đến từ thầy Minh dành cho tất cả các bạn và các em. Bạn nào? Nhớ nha, các bước
để nhận được quà, các bước để nhận được quà trong buổi học ngày hôm nay. Đấy, thầy xin nhắc lại các bước để nhận được quà trong buổi học ngày hôm nay. Đấy, bước 1. Bước 1 là chúng ta thả tim nhá. Nhớ này, bước 1 yêu cầu đầu tiên là phải thả tim và share lại buổi học. Bước 2 là comment. Chúng ta phải comment thật là nhiệt tình, bởi vì cái chỉ số comment này là chỉ số quan trọng bậc nhất để thầy chọn ra được cái người may mắn nhận được cái cuốn sách 2.000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai của thầy vào buổi tối ngày hôm nay nhá. Nào, bắt đầu. Sẵn sàng chưa ạ? Câu số 1. Câu số 1 đáp án gì ạ? Wow. Nước cứng Vĩnh Cửu, nhiều bạn hỏi nước cứng Vĩnh Cửu là gì? Nước cứng Vĩnh Cửu là nước mà ở bên trong đó nó sẽ chứa rất là nhiều ion. Ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Được chưa? Nước cứng Vĩnh Cửu là nước mà nó chứa rất nhiều ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Vậy thì chất mà có thể làm mềm được nước cứng Vĩnh Cửu, thì cái điều kiện để mà làm mềm được nước cứng Vĩnh Cửu ấy, thì khi và chỉ khi nó là các cái chất mà nó làm cho kết tủa cái ion này xuống này. Đúng rồi, có bạn comment rất chính xác. Và chúng ta nhớ cho thầy này, cái chất để mà làm mềm nước cứng Vĩnh Cửu thì chỉ có một trong hai chất thôi. Nốt lại là Na2CO3 hoặc là Na3PO4 nhá. Na2CO3 và hoặc là Na3PO4. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ nhá các em nhá. Được chưa ạ? Nào, sang câu số 2 ạ. Tất cả những cái câu này đều là những cái câu mà thầy trích từ đề thi Trung học phổ thông quốc gia ra để cho các bạn nhìn thấy được cái sự quan trọng và cái sự đặc biệt ở bên trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Thì ở trạng thái cơ bản, số E lốc ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm chúng ta vừa mới nói với nhau xong ạ, là gì ạ? Kim loại kiềm thì thuộc nhóm 1A. Vậy đặc điểm chung của số E lốc ngoài cùng của kim loại kiềm là bao nhiêu các em? Là có 1E đúng không ạ? Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Ok, câu số 3. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Thì kim loại kiềm thổ của chúng ta là gì ạ? Kiềm thổ các em chỉ cần đọc cho thầy cái này thôi nhé. Bé mang cây súng bắn ruồi. Bé mang cây súng bắn ruồi. Vậy kim loại kiềm thổ chúng ta là canxi. Ok, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu số 4 ạ. Natri hydrocarbonate có công thức là, ui giời, cái câu này thì cho đáp án luôn cho các em này. Đây các em nhìn thấy câu 4 không? 4 này thì tặng luôn đáp án cho các em luôn. Câu này tặng luôn để xem có bạn nào ý thức học, bạn nào comment lại không? Bởi vì comment lại một lần, comment là một lần nhớ. Natri hydrocarbonate có công thức là NaHCO3 nhá. Đáp án A. Ui giời, câu 5 đây. Câu 5 này mới hay ạ. Câu 5 này là một dạng bài tập rất hay thi trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia nhá. Câu 5 ạ là một dạng bài tập rất hay thi trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia, và không có nhiều bạn máu làm câu này đúng không? Câu này nhìn thấy khoai khoai sương sương sợ sợ nhá. Nào, bây giờ các bạn cùng xem nhá, câu 5 thầy giải như thế nào nhá. Đầu tiên thầy tìm được số mol CO2 là 1,12 chia cho 2,4 thì bằng. Nào các bạn cùng comment cho thầy xem nào, 1,12 chia 2,4 bằng bao nhiêu mol? 1,12 chia 2,4 bằng bao nhiêu mol ạ? 1,12 chia 2,4. Ui, cái câu này mà kêu dạng lạ, cái câu này là dạng rất hay thi Trung học thông quốc gia nha các em nhá. Câu này hay thi nhiều lắm, và câu này nó là cái câu mà chuyên đề trọng tâm lúc nào thầy cũng dạy ở lớp 10 này, lớp 11 này, lớp 12, bạn học thầy là biết liền. Câu số 5 ạ. Nào, số mol ạ. Đúng rồi, ok, cảm ơn bạn Bo Nguyễn. Số mol CO2 bằng 0,05. Rồi, số mol NaOH bằng bao nhiêu ạ? 3,2 chia 40 bằng bao nhiêu ạ? Số mol NaOH. Các bạn chú ý nhá, cái việc mà chúng ta giải các cái bài tập mức độ cơ bản xong đến vận dụng và vận dụng cao rất tốt cho việc tư duy của chúng ta sắp tới. Bởi vì các bạn biết rồi, chúng ta chỉ còn 4 tháng nữa là chúng ta thực hiện cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thôi. Nó là kỳ thi mà quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nên không có một lý do gì mà chúng ta lười học cả, đúng không ạ? Số mol NaOH bằng bao nhiêu? 3,2 chia 40 nhỉ? Bằng 0,08.
Và tới đây bây giờ chúng ta sử dụng cái chiêu này, đó là mình sử dụng cái chiêu là OH trừ chia CO2 thì bằng OH trừ ở đây là bằng 0,08 này, chia CO2 ở đây là 0,05 này, được chưa? 0,08 chia 0,05 thì bằng bao nhiêu các em nhỉ? 0,08 chia 0,05 thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu ạ? Bằng 1,6. Đấy, 1,6. 1,6 thì tương ứng với điều gì? 1,6 lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Thầy có chiêu để nhớ cái này nhá. 1 thì tương ứng với lại muối NaHCO3 này. 2 thì tương ứng với lại muối Na2CO3 này. Đúng không ạ? 0,08 chứ 0,05 mà. Bằng 1,6 chứ, có bạn sẽ tính là bằng 1,5. Thế thì đến đây mình thầy dạy chúng ta một skill của thầy mà thầy vẫn dạy các bạn khác nhé. Anh này là 2, anh này là 1, 1,6 ở giữa này, các bạn nhìn kỹ này. 1 trừ 1,6 bằng 0,6, 2 trừ 1,6 bằng 0,4. 0,6 mà chia cho 0,4. 0,6 chia 0,4 bằng 1,5, có nghĩa là bằng 3/2. Được chưa ạ? Có nghĩa nếu thầy đặt số mol NaHCO3 là 2A thì số mol Na2CO3 là 3A. Vậy thầy đi bảo toàn nguyên tố carbon. Bảo toàn nguyên tố carbon. Được chưa? Thì carbon trước phản ứng nằm trong CO2 là 0,05 mol bằng carbon sau phản ứng nằm trong Na2CO3 là 3A cộng với carbon sau phản ứng nằm trong NaHCO3 là 2A. Và đến đây chúng ta sẽ tìm được A bằng 0,01. Với A bằng 0,01 thì hoàn toàn mình tìm được 2A bằng 0,02 và 3A bằng 0,03. Và hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng. Đấy, khối lượng của Na2CO3 bằng 0,03 nhân 106 bằng 3,18g. 3,18g, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B nhá. Và ở đây thầy đã nhìn thấy bạn nào chọn đáp án B nhanh nhất rồi. Ok không? Thực ra các em ạ, cái việc học của chúng ta ấy sắp tới nó sẽ cực kỳ là khó khăn, nhưng mà chỉ bởi vì nó khó khăn mà chúng ta thành công ấy, thì chúng ta mới cảm giác được cái sự mà chúng ta đạt được cái thành công nó khó khăn như nào. Đúng rồi, skill của thầy dị lắm. Skill này nhá là skill mà nền tảng mà thầy hay dạy ở bên trong các cái khóa live của thầy. Bạn nào mà muốn tìm hiểu về các khóa live của thầy thì vui lòng inbox cho fanpage của thầy Hóa học Thầy Minh hoặc thầy Minh Merlin Hóa học. Hiện tại bây giờ đang có chương trình khuyến mãi đầu năm mới giảm giá rất sâu dành cho tất cả các bạn và các em nhá. Sắp tới thầy chuẩn bị khai giảng khóa tổng ôn 15 tháng 2 là khai giảng khóa tổng ôn nhá. Khai giảng khóa tổng ôn này, ông học hết toàn bộ tất cả các cái chuyên đề trọng tâm nhá, ôn lại một lượt toàn bộ chương trình lớp 12 và lớp 11 phục vụ cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Còn những bạn nào mà muốn luyện đề thì có thể đăng ký khóa bí kíp luyện đề của thầy, là khóa mà năm ngoái là chính cái khóa này đã giúp cho anh Đức Anh đạt được thủ khoa toàn quốc khối B. Ok không? Hơi bị xịn luôn. Nào, và đó cũng chính là cái khóa mà thầy đã giúp hơn 1.000 bạn năm ngoái lấy lại gốc. Câu số 6 á, chất nào sau đây không làm mềm được nước cứng tạm thời? Thì thực ra là thầy cho vào đây là để cho các bạn biết, bởi mình biết là lúc nãy mình có một cái chú ý, đó là gì ạ? Na2CO3 và Na3O4 thì làm mềm được tất cả mọi loại nước cứng đúng không? Còn nước cứng tạm thời thì chắc chắn HCl là không thể làm mềm được. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 7 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Thì hỗn hợp bột nhôm và bột oxit sắt thì dùng làm hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm. Cái này đúng không? Thế còn sai đây này. NaHCO3 không phản ứng với NaOH. Tại sao thầy lại tô đỏ sớm? Tại vì tô đỏ để cho các bạn biết là cái này nó sai. Nhưng mà mặc dù nhiều bạn biết là nó sai rồi nhưng các bạn vẫn không tô được cơ. Các bạn nhìn này. Bởi vì thế này nhá, các em nhìn nhá, bởi vì nó xảy ra phản ứng này. NaHCO3 cộng với NaOH thì nó sẽ tạo thành là Na2CO3 cộng H2O. Được chưa? Nên đáp án đúng là đáp án B. B bỏ. Ok, chính xác. Phản ứng ra CO32 trừ H2O rất chính xác. Đấy, chúng ta học hiểu bản chất thì nó rất là dễ thôi. Nào, câu số 8 ạ. Sục CO2 đến dư vào KOH là 0,1 thì thu được m gam muối, giá trị của m là sục CO2 tới dư vào KOH. Chúng ta lưu ý cho thầy cái việc mà phản ứng CO2 dư mà cộng với lại KOH thì chúng ta sẽ luôn luôn thu được muối là muối KHCO3. Vậy số mol KOH là 0,1 thì suy ra số mol KHCO3 bằng 0,1.
Vậy hoàn toàn mình tìm được giá trị của muối là 0,1 nhân 100 thì bằng 10 gram. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ các em nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Nào câu 9 nào, câu 9 nào các em. Câu 9 cho đáp án gì? Các bạn nhớ nha. Buổi ngày hôm nay, cuối buổi live, thầy sẽ sướng tên một bạn duy nhất trong ngày hôm nay nhiệt tình share buổi học này, comment đáp án này, để nhận được món quà trị giá 145.000 từ thầy, cuốn sách 2.000 câu trắc nghiệm lý thuyết thay dài. Cuốn sách bestseller. Câu số 9 á, kim loại nào sau đây thuộc nhóm 1A trong bảng tuần hoàn? Kim loại nào sau đây thuộc nhóm 1A trong bảng tuần hoàn ạ? Kim loại nào các em? Câu này dễ quá nhỉ. Chúng ta vừa mới học xong. Đúng không ạ? Anh nào? Lâu nay không rảnh chơi phây. Vậy thuộc nhóm 1A là natri, cái này nhắm mắt cũng chọn được. Đúng không? Ăn có nhiều bánh chưng mấy vẫn chọn được câu này. Đây, câu số 10. Câu số 10 hủy hoại đời của khá nhiều bạn. Câu số 10. Thế thì muốn làm một câu số 10 này, các bạn cần phải nhớ thầy một điều này. Đó là gì ạ? Đó là anh NaOH ấy, mà cô cạn thì nó tồn tại dạng chất rắn nhé. Các bạn nhớ chưa? Anh NaOH ấy ạ, mà cô cạn ấy, là mình tồn tại, là nó tồn tại dưới dạng chất rắn. Thế thì vậy ở đây mình sẽ có này, số mol của CO2 bằng 0,2. Rồi số mol của NaOH bằng 20 chia 40 bằng 0,5. Đúng chưa? Ở đây đề bài hỏi chúng ta là khi phản ứng kết thúc đem cô cạn nhẹ dung dịch thì thu được m gam chất rắn khan. Vậy bây giờ chúng ta lại giải, lấy OH trừ, lấy skill của thầy này, chia cho CO2 này bằng 0,5 chia 0,2 bằng 2,5. Đúng không ạ? 2,5 lớn hơn 2, và 2 thì tương ứng việc tạo thành muối Na2CO3. Vậy điều này khiến cho chúng ta chắc chắn 100% rằng có NaOH dư. Có NaOH dư. Và chúng ta phải nắm được là NaOH dư thì khối lượng của chất rắn nó sẽ là NaOH dư và Na2CO3. Các bạn nhớ nhá. Thế thì ở đây bây giờ mình có sẽ có là số mol NaOH bằng 0,5. Mình đi bảo toàn anh natri. Thì natri nằm trong NaOH chui hết vào Na2CO3. Đây ạ. Bảo toàn natri. Đúng không? Không phải đâu. Đây là bảo toàn carbon. Mình cho carbon nằm trong CO2. Số mol carbon nằm trong CO2 thì chui hết vào trong thằng Na2CO3. Và nó bằng bao nhiêu? 0,2. Sau đó mình mới đi bảo toàn natri. Thì số mol natri trước phản ứng chính là số mol NaOH. Có 1 natri. Số mol natri sau phản ứng là số mol NaOH dư này. Cộng với lại 2 lần số mol Na2CO3. Tại vì Na2CO3 có 2 natri. Đúng không? Vậy bằng bao nhiêu đây? Suy ra này, số mol NaOH ban đầu là bằng 0,5. Bằng số mol NaOH dư cộng với 2 nhân 0,2. Và hoàn toàn tới đây thì chúng ta sẽ tìm được số mol của NaOH. Số mol NaOH bằng 0,1, số mol NaOH dư đấy bằng 0,1. Và các bạn lưu ý cho thầy nha, m muối chính bằng khối lượng m chất rắn nhé. M chất rắn khan. M chất rắn khan chính bằng khối lượng của NaOH dư, natri hydroxit dư, cộng với khối lượng của Na2CO3. Các bạn hiểu không ạ? Và bằng 0,1 nhân 40 cộng 0,2 nhân 106 bằng 25,2 gram các em ạ. 25,2 gram. Câu 10 đáp án A. Đấy, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A. Ok, xịn chưa? Các bạn thấy skill thầy dã man không? Và đây là những cái câu mà rất hay thi nhá, các bạn lưu ý. Là sao câu số 11 nào? Câu 11 nào các em? 11 đáp án gì ạ? 11 ạ. Các bạn không quên nhá, hôm nay chúng ta sẽ có một cái món quà lì xì đặc biệt của thầy Minh dành tặng cho một bạn duy nhất may mắn trong ngày hôm nay, trị giá 145.000. Khi mà bạn ấy comment nhiệt tình nhất trong buổi học ngày hôm nay. Nhưng mà nhớ nhá, comment nhiệt tình mà quên chưa share là không có phần thưởng đâu. Comment nhiệt tình xong phải share, xong phải thả tim nhiều nữa. Bởi vì nếu mà giữa hai bạn mà cùng có số comment bằng nhau thì lúc này trợ lý của thầy Minh sẽ chọn những bạn nào mà share nhiều nhất và bạn nào mà thả tim nhiều nhất. Bạn nhớ nhá, chỉ số phụ. Được chưa? Đúng rồi. Thôi câu 11 mà sai thì thôi khỏi nhận lì xì, đúng không? Nào câu số 11 ạ. Kim loại magie
Tác dụng HCl trong dung dịch hydro để tạo thành chất nào sau đây? Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, magie cộng HCl tạo thành gì các em? MgCl2 đúng không? MgCl2 đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. MgCl2 đáp án A. Câu 12 ạ. Chất nào sau đây tác dụng với natri sinh ra hydro? Úi dồi. Toàn câu dễ. Chất nào sau đây tác dụng với kim loại natri sinh ra khí hydro? Chất nào tác dụng với kim loại natri sinh ra khí hydro? Anh nào ạ? Ôi câu này quá dễ luôn. Vừa nãy mình vừa mới làm xong đúng không ạ? Nào anh nào? Đúng rồi, a à, cái này kiểm tra là kiến thức lớp 11 để các bạn chú ý nhá. Trong đề thi trung học thông quốc gia nó có cả kiểm tra lại chương trình lớp 11. Thế nên là ở bên trong các cái khóa luyện đề của thầy là thầy ôn chuẩn cái cấu trúc đề thi trung học thông quốc gia luôn. Nhá, cái khóa bí kíp luyện đề là nơi thành công của biết bao bạn. Thầy dạy hàng nghìn bạn mà. Câu 13, kim loại nào sau đây hòa tan hoàn toàn trong nước dư? Kim loại nào sau đây hòa tan hoàn toàn trong nước dư? Thế là nó phản ứng với nước. Đúng không ạ? Thì những cái anh mà phản ứng với nước đó là gì? Kim loại kiềm. Kim loại kiềm là phản ứng với nước. Vậy mình chỉ có thể là đáp án C mà thôi. C là đáp án đúng. 14 nào các em. 14 ạ. Ồ hôm nay nhá, hôm nay thầy đi dạy nhá, lớp off của thầy nhá, có bạn khoe là sau 14 ngày nghỉ Tết. Sau 14 ngày nghỉ Tết mà bạn ấy tăng lên được 6 kg, thế thầy nhẩm tính thế là trung bình là cứ mỗi ngày là bạn ấy tăng được cứ xương xương là gần nửa cân. Thế thì hỏi thế em làm gì thì bạn ấy kể là em chỉ có ngủ với lại uống sữa thôi. Mỗi ngày tăng nửa cân. Tổng cộng là tăng 6 kg. Kinh không? Thế này thế thầy mới trêu bạn đây là úi dồi ôi, thế này thì bố mẹ em nuôi không cần phải cám tăng trọng, tăng nhanh hơn cả lợn, đúng không? Đấy các em chú ý nha. Thế là khi mà chúng ta ăn quá nhiều bánh chưng mà chúng ta không vận động, vận động não là một hình thức vận động, là chúng ta sẽ tăng ký rất nhanh ấy. Câu 14 ạ. Tính cứng tạm thời của nước là do muối canxi hydrocarbonate và magie hydrocarbonate gây nên. Công thức của canxi hydrocarbonate là gì ạ? Công thức của canxi hydrocarbonate nó là C, CaHCO3 hai lần. Câu 15 ạ. Câu 15 ạ. Sục 3,36 lít CO2 vào dung dịch Ba hai lần, tính khối lượng kết tủa thu được. Đây nhá, đây lại sử dụng skill của thầy nhá. Thầy có rất nhiều skill để giải phần vô cơ. Và trong chuỗi 7 ngày tới đây thì các em sẽ được diễn kiến khá là nhiều skill của thầy. Các em chú ý nha, trong chuỗi học 7 ngày của thầy thì thầy sẽ live stream vào ngày thứ nhất nha. Ngày thứ hai, ngày thứ ba thì đăng video đấy. Nhưng mà video cũng cực kỳ cháy và cực kỳ bá cháy, cực kỳ nhiều skill hay dành cho các em. Nên là nhớ click nút chuông, theo dõi fanpage và đừng bỏ qua bất kỳ một buổi học nào của thầy. Nào, mình sẽ có số mol CO2 bằng 0,15. Số mol Ba hai lần bằng 0,4 nhân 0,2 bằng 0,4 nhân với lại 0,2. 0,08. Vậy ở đây mình sẽ có là số mol OH trừ chia cho số mol CO2 thì bằng, ở đây nhá, Ba hai lần có 2. OH trừ, vậy là 0,08 nhân 2 là bằng 0,16. Chia cho 0,15 thì bằng 0,16 chia 0,15 bằng 1,066. 1,066. 1,066 lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Vậy chắc chắn tạo thành muối BaHCO3 hai lần và muối BaCO3. Đúng chưa? Giờ mình đặt đi, mình đặt số mol BaCO3 là A, số mol BaHCO3 hai lần là B, mình sẽ có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất bảo toàn bari A cộng B bằng 0,08. Phương trình thứ hai mình bảo toàn carbon A cộng 2B bằng 0,15. Và hoàn toàn mình giải cái hệ này mình sẽ tìm được A và B. Nào các bạn bấm máy tính cho thầy xem A bao nhiêu, B bao nhiêu. Các bạn cứ bấm máy tính cho thầy xem A bao nhiêu và B bao nhiêu. Nào comment nhanh. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay của thầy.
Thầy rất là vui, thầy rất là hạnh phúc khi mà được rất nhiều tất cả các bạn và các em đã ủng hộ thầy nhiệt tình trong buổi học ngày hôm nay. Và như các bạn đã biết thì cái phần quà đặc biệt nhất của ngày hôm nay dành tặng cho chỉ một bạn may mắn nhất, phần quà trị giá 145.000 thay một cái lời tri ân, thầy cảm ơn của thầy đến với cho tất cả các bạn và các em, một cuốn sách mà chắc chắn có thể làm thay đổi cái sự nghiệp học hóa của các em, sẽ giúp cho các em tự tin hơn về việc học hóa. Đấy là cuốn sách 2.000 câu trắc nghiệm lý thuyết hóa học hay sai, được viết trực tiếp bởi thầy. Ok. Và cái cuốn này nó chỉ dành tặng cho bạn nào may mất những cái may mắn nhất trong ngày hôm nay thôi ạ. Nào các bạn bấm rồi, A bằng bao nhiêu? A rồi, cảm ơn các em. A bằng 0,01. B bằng 0,07 ạ. A bằng 0,01. B bằng 0,07. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được khối lượng kết tủa là 0,01 nhân với 197 thì bằng 1,97 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các em ạ. 15 đáp án A, các em thấy skill thầy dã man không? Xịn sò không ạ? Nào sang câu 16 đây. 16 ạ. 16 xem các bạn chọn đáp án gì. Nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 nhé. HCO3. Nhiệt phân thì mình thu được Na2CO3 cộng H2O cộng CO2. Số mol CO2 bằng 0,15. Vậy hoàn toàn chúng ta suy ra được số mol NaHCO3 bằng 0,15 nhân 2 thì bằng 0,3. Đúng không ạ? Vậy 0,3 thì mình sẽ tìm được là 0,3 nhân với lại 84 thì số mol thì khối lượng bằng 25,2 gam. Vậy câu 16 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ eo 16 dễ thế. 16 dễ lắm các em ạ. 16 cực dễ luôn, viết phương trình ngay là xong. 17 nào. Nào 17 nào, 17 các bạn cùng chọn cho thầy xem 17 đáp án gì. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Thì nhắc lại nhá, các hình thức để được nhận thưởng. Đây, nốt lại cho bạn nhìn, không bạn lại quên mất. Các hình thức để được nhận thưởng đấy là bước 1 là thả tim này và share buổi học này. Bước 2 là comment nhiệt tình này và học tập sôi nổi này. Bước 3 này là đợi kết quả công bố cuối buổi live. Cái số điểm sẽ được tính là cho bạn là comment nhiệt tình nhất, có nghĩa là bạn nào mà comment nhiều nhất thì bạn ấy sẽ nhận được quà. Nếu mà giữa các bạn mà comment nhiệt tình nhiều như nhau hay là số lượng comment bằng nhau thì sẽ xét đến cái về cái chỉ số thứ hai là chỉ số thả thả tim và chỉ số share nhá. Đấy là cái gọi là nội quy của cái việc nhận quà trong buổi học ngày hôm nay. Câu 17 ạ. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Nào các bạn chọn cho thầy ạ. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Nào, câu 17 đáp án gì ạ? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ ạ? Anh nào? Canxi đúng không? Đáp án đúng là đáp án A. Ok nhá. Câu 18 ạ. Natri clorua được dùng để làm gia vị thức ăn, điều chế natri, súp, nước, da ven. Ui dồi ôi, câu này thì dễ ẩn ợp. Công thức của natri clorua là nào. Công thức của natri clorua là gì? Nào, natri clorua công thức là gì ạ? NaCl đúng không? Quá dễ. Câu 19 ạ. Chất nào sau đây là muối trung hòa? Chất nào sau đây là muối trung hòa? Các bạn còn nhớ định nghĩa về muối trung hòa không ạ? Để thầy nhắc lại nhé. Muối trung hòa là muối mà gốc axit không còn hydro. Muối trung hòa là muối mà gốc axit không còn hydro. Vậy là với cái gợi ý của thầy thì ngay lập tức chúng ta nhìn vào đáp án. Đúng chưa? Đúng rồi, lớp 10 phải học. Lớp 10 thì phải đọc là sodium chlorine. Chính xác, lớp 10 mới học. 2K7 mới học là phải sodium chlorine. Vậy, muối trung hòa đây là gì ạ? Na2SO4. Ok nhá. 20, 20, 20.
20 nè. 20, 20, 20. Số mol CO2 bằng bao nhiêu ạ? 2,688 chia 2,4 bằng 0,12 mol. Số mol NaOH bằng 2,5A. Kết tủa là kết tủa BaCO3. 15,76 chia 197 bằng 0,08. 0,08. Vậy các bạn nhìn nhá, các bạn quan sát nhá, thầy giải cái câu này như này. Một skill nữa từ thầy mình. BaOH 2 lần. Thu được số mol CO2 là 0,12, số mol BaOH là 2,5A. Thu được BaCO3. Số mol là 0,08. Số mol là 0,08. Điều này có nghĩa là gì ạ? Điều này có nghĩa này, mình nhìn này, CO2 tác dụng với BaOH 2 lần thì đáng nhẽ nếu bảo toàn carbon thì số mol CO2 phải bằng số mol BaCO3. Nhưng đây số mol CO2 lớn hơn số mol BaCO3. Điều này tương đương với việc là chắc chắn 100% trong dung dịch còn tồn tại muối BaHCO3 2 lần. Ok chưa? Chắc chắn 100% là trong dung dịch còn tồn tại muối BaHCO3 2 lần. Vậy bây giờ câu chuyện chúng ta là đi bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon. Carbon trước phản ứng chỉ nằm trong CO2. Có một carbon. Carbon sau phản ứng nằm trong BaCO3. Một carbon và nằm trong BaHCO3 2 lần, hai carbon. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol của BaHCO3 2 lần bằng 0,12 trừ 0,08. Nào, 0,12 trừ 0,08 bằng chia 2 bằng 0,02. Được chưa? Vậy số mol của BaHCO3 2 lần bằng 0,02. Ô, các bạn nào gọi thầy có việc gì đây? Nào, ở đây bây giờ mình đi bảo toàn bari. Bảo toàn bari. Bari thì bây giờ mình sẽ có này, bari trước phản ứng là nằm trong BaOH 2 lần. Đúng không? Là 2,5A. Bari sau phản ứng nằm trong BaCO3 là 0,08. Cộng với bari nằm trong BaHCO3 2 lần là 0,02. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được A bằng 0,1 chia 2,5 bằng 0,04. 0,04, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đấy, các bạn quan sát là cái kỹ năng giải câu này rất đặc biệt. Ok chưa? Xịn chưa? Nào, sang câu 21 ạ. Câu 21 các bạn chọn đáp án gì nào? Cùng comment cho thầy nào. Câu 21 ạ. Thực ra ấy, thì cái về vấn đề học vô cơ ấy, thì nó không quá khó đâu. Nếu mà để cho các em lấy được điểm cao thì nó không quá khó. Mình mục tiêu mình cứ lấy trên 8 thôi. Thì mình cứ học tất cả những cái gì cơ bản như thầy dạy. Như trong cái khóa live của thầy dạy, như trong cái khóa mà S1 thầy dạy ấy, là dạy đầy đủ cơ bản rồi. Học xong cái khóa S1 chúng ta hoàn toàn có thể lấy được 7 điểm đến 8 điểm rồi. Còn bạn nào mà muốn nâng cao lên, muốn lấy 9 hoặc 10, hoặc là ăn chắc 8, lấy 8, 9, 10 ăn chắc hơn thì có thể học khóa tổng ôn. Còn lại cuối cùng là luyện đề. Luyện đề thì quan trọng nhất của cái luyện đề là thầy luyện cho chúng ta về cái tâm lý phòng thi. Bởi vì như các bạn biết rồi, dù bạn học có giỏi đến mấy nhưng tâm lý phòng thi của bạn không chắc ăn, không chắc chắn, không run sợ trước những cái bài dạng bài tập lạ thì bạn vẫn fail như bình thường. Đúng không? Vẫn fail như bình thường. Thế nên là chúng ta phải đạt được một cái tâm trí gọi là bình cảnh khi ngồi trong phòng thi. Tất cả những cái khóa học của thầy có thể giúp đỡ cho các em như vậy. Dĩ nhiên là ngoài cái việc mà đề sát và đề trúng ra, đúng không? Đề sát và đề trúng thì nó là phụ thuộc vào cái khả năng dự đoán, khả năng cảm nhận từ thầy rồi. Câu 21 ạ. Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng vĩnh cửu của nước? Thì tính cứng nó là do là canxi A cộng và magie A cộng, còn vĩnh cửu là do ion Cl trừ và SO42 trừ nhá. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Ôi, câu 22 một câu tính toán cực dễ tiếp. 22 là một câu tính toán cực dễ nhé. Dễ ợt luôn ạ. Cho 15,9 gram NH2CO3. Đó, các bạn cùng tính toán cho thầy xem câu 22 là đáp án gì ạ? Câu 22 là đáp án gì ạ?
22 ạ, cho 15,9 gam Na2CO3. Nào, số mol Na2CO3 ạ. Số mol Na2CO3 bạn nào comment cho thầy được không ạ? Số mol Na2CO3 bằng bao nhiêu ạ? Bấm máy tính nhanh lên xem nào. Số mol Na2CO3 bằng bao nhiêu? Số mol Na2CO3 bao nhiêu ạ? Chúng ta phải tính được phân tử khối của Na2CO3 nhỉ? 23 x 2 cộng 60. 23 x 2 cộng 60. 23 x 2 cộng 60 bằng 106. Vậy là 15,9 chia 106 bằng 0,15. 0,15. Tác dụng hết với HCl dư thì thu được NaCl cộng CO2 cộng H2O 2. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol CO2 bằng 0,15. Số mol CO2 mà bằng 0,15, vậy suy ra nó sẽ là bằng 3,36 lít. Thực ra câu này thầy viết phương trình để cho các bạn yên tâm, chứ còn về mặt bản chất chúng ta nhẩm được bằng cách bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Carbon nằm trong Na2CO3 chui hết vào carbon nằm trong CO2. Đúng không ạ? Bằng 3,36 lít xong luôn. Nhanh và luôn, nhanh gọn. 23. Trong tự nhiên ạ. Trong tự nhiên thì canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước. Được gọi là gì? Ôi giời, câu này mới hay. 23, các bạn comment đáp án xem là đáp án gì ạ? 23. Làm được câu 23 này là hơi bị xịn luôn đấy. Đề 2016 này. Những cái câu này là những cái câu mà lặp đi lặp lại rất nhiều trong đề thi trung học quốc gia. Và các bạn chú ý nhá, trong quá trình mình làm đề, mình làm nhiều đề thì mình cũng sẽ nhận ra một điều rằng là trong cái đề thi trung học quốc gia sẽ có rất nhiều câu, rất nhiều phần kiến thức nó lặp đi lặp lại, nó đến 90% là nó luôn luôn thi. Thế còn lại chỉ còn 10% còn lại là phần kiến thức khó thì là thi thoảng nó thi. Thế thì chúng ta chỉ cần học đến khoảng độ tầm 80-90% kiến thức để mình lấy 8-9 thôi. Đúng không? Tham gì? Tham thì thâm. Đúng không ạ? Nào, trong tự nhiên canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước. Được gọi là gì ạ? Thạch cao gì ạ? Đây, nhìn nhá. CaS4 ngậm 2 nước ạ. Nó được gọi là thạch cao sống. Nhá. Thạch cao sống. Dễ ạ. Câu 24. Câu 24. Cho mẫu nước cứng chứa các ion hóa chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là. À, hóa chất nào được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên ạ? Hóa chất nào được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên? Khoái phết. Thế chúng ta nhìn nhá. Đây là nước cứng tạm thời. Nhưng thầy đã có chú ý rồi. Bất kỳ bài nào có Na2CO3 hoặc Na3PO4 thì một trong hai thằng này làm mềm tất cả mọi loại nước cứng. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta là B bò Na2CO3. Dễ dàng, xịn sò luôn. Câu 25 ạ. Thổi V lít khí CO2 vào 100ml dung dịch CaO2 lần, số mol là 0,1. Thu được kết tủa là kết tủa CaCO3. Số mol là bằng 0,06. Thế thì ở đây nhá, các bạn nhìn này, các bạn nhìn được kỹ này. Thầy lại tặng các bạn một skill cực kỳ kinh khủng dài cho dạng bài này. Các bạn chú ý nhá, với cái dạng bài mà xác định số mol CO2 khi biết số mol kết tủa và biết số mol hóa trừ. Dạng bài xác định số mol CO2 khi biết số mol kết tủa và số mol OH trừ thì sử dụng công thức giải nhanh, skill cực nhanh. Nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp số 1 là số mol CO2 bằng số mol kết tủa. Được chưa? Trường hợp số 2 là số mol CO2 bằng số mol OH trừ trừ số mol kết tủa. Đấy. Bây giờ các bạn sử dụng công thức này, các bạn chọn đáp án này xem. Đóng khung lại nhá, đóng khung lại nhá. Đây là skill cực kỳ kinh điển. Không được bỏ lỡ. Không được bỏ lỡ như buổi live ngày hôm nay vậy. Rồi. Nào mình có, nào trường hợp số 1 nào. Số mol CO2 bằng số mol kết tủa. À, nhưng ở đây lại có cụm từ gì ạ? Lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch đun nóng lại có kết tủa nữa.
Nếu mà có cái từ là lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch lại thu được kết tủa nữa, thì tương đương với nó rơi vào trường hợp số 2. Nếu có từ này, lọc bỏ kết tủa, đun nóng lại thu được kết tủa nữa, đấy, thì nó chỉ là vào trường hợp số 2 nhá. Thế vậy này, bây giờ mình bấm máy tính thôi, mình sẽ có này, số mol CO2 bằng này, số mol OH trừ là 0,1 nhân 2 trừ đi số mol kết tủa là 0,06 bằng 0,2 trừ 0,06 bằng 0,14. 0,14 mà nhân với 2,4 chọn luôn 3,36, đáp án A luôn. Xịn chưa? Nghe thấy không? Học thầy Minh các skill cực kỳ xịn sò. Ok nhá. Và cái phần mà dạng bài tập CO2 sục kiềm này sẽ được thầy chia dạng kỹ càng ở bên trong cái khóa tổng ôn, hay còn được gọi là khóa S2 của thầy. Câu 26 á. Chúng ta đang dần dần tiến tới những câu cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Và sắp tới đây thầy sẽ, sau khi trả lời xong câu 30, thì thầy sẽ xướng tên một bạn đặc biệt nhất, may mắn nhất trong cái buổi học ngày hôm nay. Nhanh tay không là muộn. Đây bây giờ là những cái giờ phút gay cấn, đúng không? Bởi vì đua là gay cấn ở phần về đích. Bạn cố gắng bao nhiêu ở phần trước mà về đích, bạn lại buông bỏ, bạn lại buông lơi, thì phần thưởng không thể về tay bạn được. Hãy cháy hết mình đấy ạ. Bấm liên tục, bấm đáp án liên tục, bấm. Để mình xem đáp án là gì. Nhưng mà nhớ phải bấm đúng nhé. Bấm sai toàn. Câu 26 á. Dung dịch nào sau đây tác dụng được với dung dịch BaHCO2 lần, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra. Cái yêu cầu ở đề bài đây là vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra. Thầy cũng đang rất là hồi hộp, không biết là cái món quà trị giá 145.000 này của thầy tối ngày hôm nay sẽ thuộc vào bạn nào được sướng tên ạ. Rất là hồi hộp. Nào, nhưng mà trước khi hồi hộp, bây giờ mình phải làm được câu 26 đã. Câu 26 ạ. Dung dịch nào sau đây tác dụng được với dung dịch BaHCO2 lần, vừa thu được kết tủa mà lại vừa có khí thoát ra. Đáp án gì ạ? Đáp án gì ạ? Vừa thu kết tủa và vừa khí thoát ra nhé. À đây, đáp án D, BaH H2S4. Tại vì thế này nhá, các bạn nhìn nhá. BaHCO3 2 lần cộng với H2SO4 thì tạo thành BaSO4 cộng CO2 cộng H2O2. Được chưa? 2. Đây, kết tủa. Ok chưa? Ok chưa? Vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra. Kết tủa là kết tủa BaSO4, khí là khí CO2. Ôi giời, tự hào đúng nhiều quá, đúng không? Học sinh thầy Minh mà. 27 nào các em. 27 nào. Chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch NaOH? Chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch NaOH? Chất nào ạ? Chất nào ạ? Chất nào sau đây không tác dụng nào? Câu 27 ạ. Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH? Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH? Không tác dụng mà. Đó là KNO3. Đúng rồi. Chứ FeCl2 tác dụng với NaOH. Để tạo thành FeOH2 lần cộng với NaCl. Kết tủa màu trắng xanh. CuH4 cộng với NaOH. Để tạo thành CuOH2 lần cộng Na2S4. Thế có bạn kêu khó nên thầy phải viết chương trình ra. MgCl2 cộng NaOH thì tạo thành MgOH2 lần cộng với lại NaCl. Vậy không tác dụng với NaOH là chỉ có thể là đáp án gì? Nhá, KNO3. Câu 28 ạ. Câu 28 ạ. Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường ạ? Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường? Kim loại nào tan trong nước ở điều kiện thường các em? Kim loại nào? Gì ạ? Anh gì ạ? Natri, quá dễ nhỉ. Câu 29 ạ. Chất nào sau đây
chất nào sau đây làm mềm được nước cứng có tính vĩnh vĩnh cửu? Vừa nãy mình vừa làm xong là N2CO3 đúng không? Nào, câu cuối cùng của buổi học ngày hôm nay, của ngày số 1. Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0,03 mol CO2 lần thu được 2 gam kết tủa, xác định giá trị của x. Úi dồi, cái này công thức vừa mới dạy xong. Có 30 công thức vừa mới dạy xong các em ạ. 30 công thức vừa dạy xong đáp án gì? Đáp án gì các em nhỉ? Mình sẽ có là gì ạ? Nào. Số mol CO2 bằng số mol kết tủa. 2 gam kết tủa là CaCO3 sẽ có số mol là 2 chia cho 100 bằng 0,02. Vậy số mol kết tủa là 0,02. Đây là, hoặc là số mol CO2 bằng số mol OH trừ trừ đi số mol kết tủa. Số mol OH trừ bằng 2 lần số mol CO2 lần là bằng 0,06 trừ 0,02 bằng 0,04. Được chưa ạ? Bằng 0,04. Vậy suy ra đáp án đúng của chúng ta là 0,02 và 0,04. Đúng rồi. Hai trường hợp thầy vừa mới dạy xong. Xịn chưa ạ? Ok không ạ? Hôm nay các bạn học được skill xịn chứ? Xịn thì chấm một cái để thầy xem nào.